Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Tin tức quốc tế mới nhất có gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính. Thưa quý vị, trong một đoạn video được ghi hình trước Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ, một nhân viên thuộc chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris đã thẳng thừng bác bỏ những tuyên bố của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về nền kinh tế Mỹ. Chúng ta hãy so sánh thành tích của ông Trump về vấn đề việc làm trước thời COVID-19 với chính quyền Biden-Harris. Bạn biết gì không? Đó thậm chí không thể coi là thành tích được. Nhân viên này nói, khi màn hình hiển thị mức tăng việc làm trung bình hàng tháng dưới thời ông Donald Trump từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 2 năm 2020 so với mức tăng trung bình hàng tháng trong thời gian ông Biden nắm quyền. Nhân viên này nói thêm, dù ông Trump tuyên bố ông đã giúp tăng số lượng nhân viên trong các nhà máy, nhưng trên thực tế, thời kỳ của ông đã chứng kiến sự sụt giảm tới 178.000 việc làm tại nhiều cơ sở sản xuất. Và để làm rõ, COVID-19 không ảnh hưởng đến sự sụt giảm này bởi nó đã xuất hiện từ trước đại dịch. Trước đó, ông Trump từng khẳng định ông là vị tổng thống tạo ra được nhiều việc làm nhất trong các thời kỳ. Trong bài phát biểu hôm 14 tháng 8 tại North Carolina, cựu tổng thống cũng tuyên bố cuộc bầu cử năm 2024 sẽ mang lại một cuộc bùng nổ kinh tế nếu ông tái đắc cử. Tuy nhiên, đài CNN chỉ ra rằng thật không công bằng khi so sánh mức tăng trưởng việc làm trung bình hàng tháng mà ông Trump đạt được cho đến tháng 3 năm 2020 với chính quyền của ông Biden và bà Harris. Đó là vì mức tăng việc làm trung bình hàng tháng đạt được dưới thời chính quyền của họ diễn ra trong thời kỳ nền kinh tế tái phục hồi sau đại dịch. Ví dụ, vào tháng 7 năm 2021, 939.000 việc làm đã được bổ sung chỉ trong một tháng. Mặc dù 178.000 nhân công làm việc trong ngành sản xuất đã mất việc trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump, đại dịch COVID-19 thực sự đã đóng một vai trò lớn. Trong những tháng trước đại dịch, việc làm trong ngành sản xuất đã giảm rất nhẹ. Từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 2 năm 2020, 36.000 việc làm trong ngành sản xuất đã sụt giảm. Con số đó khó có thể so sánh với khoảng 1,4 triệu việc làm trong ngành sản xuất bị mất từ tháng 2 năm 2020 đến tháng 4 năm 2020. Thưa quý vị, ngày 17 tháng 8, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vận động tranh cử tại Wilkes-Barre, phía đông bắc bang Pennsylvania, bang chiến địa được đánh giá là có vai trò quan trọng bậc nhất trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào tháng 11 tới. Trong bài phát biểu vận động tranh cử kéo dài hơn 100 phút, ông Trump đã nhiều lần chuyển hướng sang việc công kích cá nhân. Bất chấp việc một số cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy bà Harris đang có ưu thế dẫn trước. Song ông Donald Trump tự tin cho rằng đối thủ sẽ dễ bị đánh bại hơn cả Tổng thống Joe Biden. Ông Trump cũng nhắc lại lời kêu gọi trước đây của bà Harris về lệnh cấm khai thác khí đá phiến, một ngành công nghiệp quan trọng của bang. Tuy nhiên, chiến dịch vận động tranh cử gần đây của Phó Tổng thống Harris cho thấy bà sẽ không ủng hộ lệnh cấm này. Bên cạnh đó, ông còn chỉ trích chính quyền đương nhiệm về việc để giá cả leo thang, cho rằng bà Harris cùng Tổng thống Biden cần làm nhiều hơn nữa để đối phó với lạm phát, đồng thời công kích bà Harris với những vấn đề cá nhân. Tuy nhiên, một số nhà phân tích chính trị cho rằng những bình luận như vậy có thể gây tổn hại cho chính cựu Tổng thống Donald Trump. Việc giành được sự ủng hộ của các cử tri Pennsylvania có thể là phần thưởng lớn nhất trong cuộc đua vào Nhà Trắng diễn ra vào tháng 11 tới, bởi bang này đóng góp 19 phiếu đại cử tri, trong khi các bang Michigan và Wisconsin lần lượt có 15 phiếu và 10 phiếu đại cử tri. Theo một mô hình thống kê do nhà dự báo bầu cử Nate Silver tạo ra, so với tất cả các bang khác, Pennsylvania có khả năng cao hơn gấp đôi trở thành bang quyết định với số phiếu đại cử tri có sức mạnh đẩy một trong hai ứng cử viên vượt lên dẫn đầu. Do đó, chiến dịch vận động của hai ứng cử viên hiện nay đều đặt ở bang Pennsylvania là ưu tiên hàng đầu. Bằng chứng là các quảng cáo chính trị của cả hai bên phủ kín các bản tin phát sóng tại bang này. Thống kê của website Ad Impact cho thấy, trong số hơn 110 triệu đô la Mỹ chi cho quảng cáo ở 7 bang chiến địa kể từ khi Tổng thống Joe Biden rút lui khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng hồi cuối tháng 7, khoảng 42 triệu đô la Mỹ được chi ở Pennsylvania, nhiều hơn gấp đôi bất kỳ bang nào khác. Theo kế hoạch, Phó Tổng thống Harris cũng sẽ thực hiện chuyến vận động tranh cử bằng xe buýt đến các địa phương phía tây Pennsylvania bắt đầu từ Pittsburgh vào ngày 18 tháng 8, trước khi khai mạc Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ ngày 19 tháng 8 tại Chicago. Cả hai ứng cử viên của hai đảng cũng đã đến thăm bang này không dưới 6 lần mỗi người trong năm nay. Vụ ám sát ông Trump xảy ra tại một sự kiện vận động ở Butler, bang Pennsylvania hôm 13 tháng 7. Ông cho biết sẽ trở lại Butler vào tháng 10, hứa hẹn công bố các luận điểm chính sách kinh tế tại một sự kiện tranh cử ở York, Pennsylvania trong ngày 19 tháng 8. Cùng ngày, liên danh tranh cử của ông Trump, Thượng nghị sĩ J.D. Vance cũng sẽ có bài phát biểu tại Philadelphia.
Chuyến đi của ông Trump tới Wilkes Barre trong ngày 17 tháng 8 có điểm đến là hạt Luzerne, nhằm củng cố sự ủng hộ của các cử tri da trắng, vốn là nhóm cử tri đã đưa ông đến chiến thắng trong cuộc đua năm 2016. Trước năm 2016, hạt này đã bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ trong nhiều thập niên. Trong khi đó, dự kiến bà Harris và người liên danh tranh cử, Thống đốc bang Minnesota Tim Walz sẽ dừng chân tại nhiều điểm ở các hạt Allegheny và Beaver trong ngày 18 tháng 8. Chuyến công du này là lần đầu tiên bà Harris và ông Walz cùng chồng, vợ tham gia vận động tranh cử kể từ sự kiện đầu tiên mà bộ đôi này thực hiện cùng nhau ở bang Philadelphia vào đầu tháng này. Thưa quý vị, bà Kamala Harris vừa thực hiện chiến dịch vận động tranh cử ở bang chiến trường Pennsylvania cùng người đồng hành, Thống đốc bang Minnesota Tim Walz, trước khi hai người đến Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ tại Chicago khai mạc vào ngày 19 tháng 8. Bà Harris nói với đám đông người ủng hộ, "Trong vài năm trở lại đây, tôi nghĩ đã có sự lạc lối như thế này xảy ra. Đó là suy nghĩ rằng thước đo sức mạnh của một nhà lãnh đạo dựa trên việc đánh bại ai. Trong khi thước đo thực sự và đúng đắn về sức mạnh của một nhà lãnh đạo dựa trên việc họ đã nâng đỡ ai, bất kỳ ai chỉ chăm chú đánh bại người khác đều là kẻ hèn nhát." Rất có thể bà Kamala Harris ám chỉ tới ông Trump khi trước đó phát biểu tại sự kiện ở miền đông bang Pennsylvania, ông Trump đã gọi bà Harris là kẻ cực đoan và kẻ điên. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy bà Harris đang mang lại nguồn năng lượng mới cho chiến dịch tranh cử tổng thống và thu hẹp khoảng cách với cựu tổng thống Donald Trump trên toàn quốc cũng như tại các bang chiến trường, bao gồm Pennsylvania. Các bang chiến trường sẽ đóng vai trò chủ chốt, quyết định người sẽ kế nhiệm tổng thống Joe Biden. Ngày 18 tháng 8, ông Trump nói rằng bà Harris dễ bị đánh bại hơn ông Biden, người đã bỏ cuộc từ tháng trước vì áp lực trong Đảng Dân Chủ sau cuộc tranh luận thảm hại với ông Trump. Pennsylvania là một trong ba tiểu bang vùng vành đai dỉ xét, cùng với Wisconsin và Michigan. Ba bang này góp phần tạo nên chiến thắng bất ngờ của ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2016. Ông Biden đã lật ngược tình thế ở ba bang này để tạo nên chiến thắng năm 2020, và bà Harris đặt mục tiêu giữ vững thành tựu đó của ông Biden. Các nguồn tin cho biết, có thể bà Harris sẽ cùng ông Biden lên sân khấu tại đại hội diễn ra ngày 19 tháng 8 khi đương kim Tổng thống Mỹ trao lại ngọn đuốc cho bà Harris với tư cách ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ. Trong khi đó, chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ của ông Donald Trump đang triển khai một loạt các sự kiện tại các bang chiến trường. Ông sẽ đến thăm một cơ sở sản xuất ở York, bang Pennsylvania trong ngày 19 tháng 8 để nói về vấn đề kinh tế và thăm văn phòng cảnh sát trưởng quận Howell, bang Michigan ngày 20 tháng 8 để nói về an toàn và tội phạm. Những người ủng hộ ông Trump cho biết họ hy vọng ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa sẽ tập trung nói về các vấn đề chính sách thay vì những tấn công cá nhân liên tục nhằm vào bà Harris. Thưa quý vị, ứng viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump đã sử dụng quân bài tuổi tác trong nhiều tháng qua để tấn công ông Joe Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024. Tuy nhiên, tình thế đã đảo ngược và cựu Tổng thống Donald Trump đang phải đối mặt với cuộc tấn công tương tự từ phía bà Kamala Harris. Theo tờ Politico, một số đảng viên Đảng Dân Chủ gần như đã trút được gánh nặng sau nhiều tháng căng mình bảo vệ một ứng cử viên lớn tuổi trước các cuộc tấn công về tuổi tác. Đoàn phản công liên quan đến vấn đề tuổi tác được Đảng Dân Chủ sử dụng ngay sau khi sở hữu một ứng cử viên trẻ tuổi hơn nhiều so với cựu Tổng thống Donald Trump, bà Kamala Harris. Bà Anita Dunn, cố vấn thân cận của ông Joe Biden khẳng định đoàn phản công đã có hiệu quả ngay tức thì. Bà Dunn nói rằng một ứng cử viên lớn tuổi đại diện cho một sự lỗi thời, mọi cử tri đều kỳ vọng Tổng thống Mỹ phải là người đưa đất nước đi lên thay vì đi theo chiều hướng ngược lại. Vì lẽ đó, ông Donald Trump khó lòng đáp ứng được kỳ vọng của cử tri. Ông Paul Maslin, một chuyên gia thăm dò ý kiến hàng đầu của Đảng Dân Chủ cho biết, tuổi tác của ông Donald Trump chính là điểm nhấn trong các tuyên bố của Phó Tổng thống Kamala Harris. Tuy nhiên, Phó Tổng thống Kamala Harris luôn tỏ ra thận trọng và khéo léo hơn khi nhắc đến vấn đề này trong suốt hành trình tranh cử. Trong chuyến đi đến các tiểu bang chiến trường tuần trước, bà Harris đã lên tiếng chỉ trích việc giảm thuế cho các tập đoàn lớn, một chính sách có từ thời ông Trump, không giúp ích gì cho tầng lớp lao động. Theo bà Kamala Harris, nhiều người dân vẫn bị từ chối cấp bảo hiểm y tế cho các bệnh lý có sẵn và phụ nữ đánh mất quyền tự do sinh sản của mình. Đám đông tham dự sự kiện của bà Harris đã liên tục hô vang, "Chúng tôi sẽ không quay lại" để ủng hộ cho Phó Tổng thống. Bà Kamala Harris đã phát biểu tại một sự kiện tại Las Vegas vào cuối tuần trước. "Cuộc đua năm nay không phải là của riêng tôi và ông Trump. Đây là cuộc đua định hình con đường 4 năm tới của nước Mỹ. Tầm nhìn thứ nhất, tầm nhìn của chúng ta, tập trung vào tương lai và tầm nhìn còn lại là tập trung vào quá khứ." Ứng cử viên Phó Tổng thống của Đảng Dân Chủ Tim Walz, 60 tuổi, đã công khai tấn công tuổi tác của ông Trump tại một buổi gây quỹ ở Newport Beach, California vào tuần này.
Ông miêu tả đối thủ đến từ Đảng Cộng Hòa luôn trong trạng thái kiệt sức và có năng lượng thấp, đồng thời khuyên ông Trump nên nghỉ ngơi vào cuối tuần. Thực tế, ông Donald Trump là người đã mở các màn cuộc tấn công liên quan đến tuổi tác. Trước khi bà Harris đảo ngược cuộc đua, chiến dịch của ông Donald Trump đã liên tục chỉ trích tuổi tác của ông Joe Biden, coi cuộc đua này là sự lựa chọn giữa mạnh và yếu. Bà Selinda Lake, chủ tịch của tổ chức Lake Research Partners và cố vấn của cuộc chiến dịch tranh cử năm 2020 của ông Biden cho biết, sau 5 năm liên tục tấn công và sự nhạy bén về mặt tinh thần của Tổng thống đương nhiệm, ông Donald Trump đã khiến cho thông điệp của Đảng Cộng Hòa trở nên hỗn loạn. Bà Lake cũng chỉ ra rằng, ông Trump đang tiếp tục trao chiến dịch tranh cử của bà Harris những cơ hội mới để đào sâu vấn đề.